nắng ra cả nhà nhé. Đây là cây dâu da quả đỏ nhỉ, đã dâm ủ rất kỹ rồi, do cái vị trí cây khai thác nó ra nó rất là vướng nên là cắt cành hơi cột chút, nhưng mà cây này dâm ủ kỹ lắm này. Cây này vanh gốc 101 cách 1m80, cây thoát rất là cao, cây sần sạch sẽ u cục đẹp, quả đỏ riu rít. Bạn nhìn này, bẹ đẹp này, thân rất sạch sẽ. Cây tử đây, bẻ gốc đẹp lắm ạ. Cái này thân quả ra đỏ, nuôi tay cành khoảng 2 năm thì nó tùm lại, đâu ra nó khỏe. Thân sạch sẽ. Okay.